Hello, xin chào anh chị các bạn ha. Hôm nay mình ra một clip nhanh tâm sự chia sẻ với các đồng chí về cái vấn đề mà chúng ta hay tranh cãi trên các cái group, các cái nhóm, hội nhóm trên Facebook là Smart Life RTA để làm cái quần què gì. Thực sự đối với mình thì nó phải là thần thánh, nó không làm cho âm thanh hay nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả để giúp cho bản thân mình trình độ rất là soàn. Trình độ Spotlight sử dụng nó mình chỉ có đạt 3 điểm trên 10. Nhưng nhờ nó hàng ngày mình đo đạt linh kiện, đo đạt thiết bị và đo đạt Spotlight về loa để mình biết được cái điểm khuyết của cái loa mình và mình khắc phục cái điểm khuyết đó thì còn là những điểm mạnh nó trội lên. Chứ nó không phải là làm âm thanh cho cái dàn âm thanh hay. Nhưng mà các bạn biết rồi, dùng cái từ rất là đúng sát với thực tế, đó là nó giúp chúng ta đọc kết quả. Mà muốn vận hành nó để thấy được kết quả, chúng ta phải cũng có một cái trình độ nhất định. Thấy được cái kết quả, loại trừ cái điểm yếu thì còn lại cái điểm mạnh, tự nhiên cái chiếc loa mình tự động hay, đúng không? Rồi, hôm nay mình sẽ tuần sơ một xíu cho anh chị các bạn thấy và nhắn gửi những anh mà đã chỉnh bằng tai giỏi rồi đó, là anh chỉ có chỉnh phần mixing thôi chứ không phải là tuning. Mixing tức là đứng trên bàn mixer chỉnh tới chỉnh lui. Cái code thì chúng ta cũng cắt tới cắt lui, dò mò mẫn để biết cái tần số nào. Ví dụ loa này là loa BV BV á, thì chúng ta cắt tần số nào theo hãng thôi. Nhưng mà rất tiếc là thùng của hãng, nhưng mà cũ thì cũ của China. Bởi vậy chúng ta mới dùng smart đo tần số và đồng thời kết hợp với cái thông số của hãng và thông số truyền miệng của những cái sản phẩm gọi là không rõ nguồn gốc để chúng ta biết về nó và can thiệp tốt nhất. Chứ không phải là có cái lỗ tai hay rồi là máy móc để làm cái gì. Nghe thì nghe bằng tai nhưng phải có công cụ bằng máy móc, máy để nó hỗ trợ chúng ta làm tốt hơn nghe các anh chị nghe. Đặc biệt là những cái anh mà lớn tuổi giỏi rồi đó nhưng mà bảo thủ, với lúc trẻ bây giờ nó cũng bảo thủ nhưng mà ít hơn, đừng có bảo thủ nữa. Rồi mình sẽ làm cho anh chị các bạn thấy. Rồi đây mình bỏ qua cái bước tuôn cái loa full đi, micro mình để sát gần sát cái đất này để cho nó, mình lấy cái tần số loa sấp. À, sẽ cần mình để sát một chút nữa cho anh chị các bạn thấy, nhưng mà cỡ này là được rồi, 30 20 dùng được. Lấy cái tiếng súp à, thì cái tần số full nó không có lấy được, nó nằm ở dưới mà thì nó hơi sai. Chúng ta nhìn cái súp nè. À, nhìn cái súp nè, đây là mình load cái chương trình mà mình chưa can thiệp súp để cho anh chị các bạn thấy là khi can thiệp súp nó sẽ như thế nào. Rồi, đây là chương trình chưa can thiệp sub. Mình mở sub lên nè, nó sẽ chạy tần số rất là dài. Đây. Nó sẽ chạy từ bên này mà qua tới bên này. Đó. Mở dài ra thì nó hơi dài nhưng mà nó to các anh chị các bạn khó xem. Đã như thế này, nó chạy từ bên đây sang tới bên đây. Thì qua 2 kg luôn. Qua 2 kg luôn. Đó. Loa sub không đang nằm ở dưới, không có loa full nha. Rồi chúng ta dựa vào cái kết quả này để chúng ta kết hợp với cái loa full của mình à, để chúng ta khoanh vùng, chúng ta cắt ngang nào. Ví dụ loa full mình là nó hoạt động không tốt ở cái ngưỡng là dưới 150 Hz, mà cái loa sub này nó chạy lên tới 2 kg thì chúng ta cắt 150 Hz chẳng hạn. Mà cái loa full này chúng ta muốn nó sạch hơn, chúng ta cắt 180 à. Còn khi ra, khi cắt súp không, nó sẽ có những cái đồ thị ví dụ như này nè. Chúng ta phải khắc phục đi để cái tiếng súp nó chắc hơn, nó hay hơn. Chứ còn tai thường chúng ta nhìn vô trong đây làm sao chúng ta thấy được, đúng không? Không có smart light làm sao các anh chị các bạn thấy được. Ví dụ như nhìn vô cái này làm sao anh chị các bạn thấy được, nó thẳng mà, thấy không? Rõ ràng nó thẳng mà, nhưng mà ở ngoài nó như thế này nè. Ở ngoài nó như thế này, mà ở trong nó như thế này nè. Thì đừng có tin vào đôi tai của mình. Đôi tai của mình khi nghe biết hay biết chữa là chính xác. Còn những ông cụ nào mà nói nghe nhạc bằng tai thế thì sao chỉnh nhạc bằng máy là những ông đó vứt. Vứt nhá. Mình đã từng nói rất nhiều hội nhóm và bị người ta, một số anh em là cho rằng là mình là thô cứng hay là gì nọ. Nhưng thực sự mà nói, mình đã từng nói rồi, trên cùng một dàn máy, trên cùng một con người, ví dụ đây, cùng 2 cái loa này, bao nhiêu đồ này và cùng một bản thân là Tuấn David, nếu không có công cụ này không thể nào mình chỉnh ra cái tần số phát trên cái loa này, một loa sub một loa full này mà tốt nhất có thể.
chẳng qua là mình đã đo đạc rồi, mình quen cái tần số đó rồi, mình vô mình cắt mình chỉnh thôi. Chứ nếu như một cấu hình mới đưa mình không thể nào mình làm tốt với điều kiện trên cùng một con người nha. À, anh nào phản bác lại ý kiến đó là vứt, thực sự luôn. Mình chả có sợ, kênh mình hồi giờ chữ bới nhiều rồi mình chả có sợ. Rồi bây giờ mình chọn điểm cắt cho nó rồi, mình đã cắt xong rồi, mình gọi băng thôi cho nó nhanh. Đây là mình thị phạm cho anh chị các bạn xem, chút nữa mình quay mình mở cái súp như thế nào thôi, chứ không phải là bây giờ mà cắt nữa. Đó. Rồi thì bây giờ chúng ta pin noi nó lại thì nó sẽ ra như thế này. Đó, nó sẽ ra như thế này, tiếng sắp đó, nó gọn mà nó rất là chắc. Nhưng mà muốn có như thế này á thì chúng ta phải đo lấy cái được cái full và cái sắp nó như thế nào chúng ta mới ra được như thế này, chứ không phải muốn ra như thế này là ra được. Ok chưa? Và cái EQ đây, khi chúng ta bỏ cái EQ đây, bỏ EQ này thì nó sẽ ra như thế này. Mình mở cái phần mềm lại đây. Rồi ok đây. Khi chúng ta bỏ EQ không chỉnh nè, đó thì sắp nó như thế này nè. Các bạn thấy không? Nghe bằng tai luôn. Nhưng mà nhìn trong đồ thị, nếu vì lách qua cái ao khác, nếu nó thẳng nhìn thế này làm sao bạn biết cái tầng nào mà móc, tầng nào mà chỉnh? Tai người không thể nghe được. Kể cả thánh chỉnh âm thanh 50 năm, bây giờ là 80 tuổi cũng không có thể mà nghe ra biết chính xác là sắp nó đang bị thiếu cái giải này. À, mà chúng ta can thiệp đây, chỉ cần mình đo mình nghe được đúng chỗ này á, rồi cái tiếng súc tự nhiên nó chắc lên mà nó gầm gừ, nó khác biệt liền, rất khác bọt, khác bọt, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ mở full với súc để anh chị các bạn nhớ là lưu ý đeo tai phone vô, hoặc là chúng ta mở trên loa để chúng ta nghe cái sự khác bọt giữa súc. Đây thông số mình làm đây, đó anh chị các bạn có thể xem thông số đây trên con cốt EV Electro Void DC1. Rồi mình sẽ mở nhạc và can thiệp EQ cũng như không can thiệp EQ cho anh chị các bạn xem. Rồi đây, tiếng súp đã được chỉnh sửa trở lại máy tính để các bạn nghe nè. Đây là mình tắt EQ nè, đó tắt EQ, tiếng súp nó lỏng liền, tắt EQ. Mở EQ rồi quay lại gần nè, giờ là cắt mic đi. Tắt EQ. Đó. Mở EQ. Lớn lên chút nữa. Rồi tắt EQ. Mở EQ. Tính đây đang tắt cây kiều mở nè, đó tắt mở. Rồi kiếm một bài khác, kiếm bài khác cho anh chị các bạn nghe. Kiếm bài nào mà bass nó chắc á, chứ đừng có nói là anh giỏi anh chỉnh tai, không có thằng ke nào chỉnh tai mà đúng hệ thống hết cả. Bài đây đã nghe rồi, kiếm bài nào khác đi. Ở đây thử hả? EQ đang can thiệp, không can thiệp EQ nè. Đó, tiếng súp nó lỏng liền.
Tiếp tục bài khác. Đó. Đang tắt EQ giờ mở nè. Tai các bạn làm sao mà các bạn nghe được mà chỉnh được cái EQ như vậy, tôi cùi hết 10 ngón tay. Đó. Đang chỉnh EQ đó. Rồi mở chỉnh nè. Rồi đó anh chị các bạn, một đoạn để chúng ta cùng giao lưu. Hôm nay mình không khử cái đèn, nó hơi rung rung kệ nó. Quay 30 farm nó hơi bị đá đèn. Nói để chúng ta có một cái suy ngẫm lại và chúng ta thay đổi. Bán thiết bị thì ok, mình bán combo, mình có lời. Nhưng mà còn ngoài cái việc đó, còn muốn tác động cho cộng đồng anh em có cái nhìn tích cực về máy. Nếu mà máy không hỗ trợ con người đắc lực thì người ta sản xuất ra làm cái đéo gì, đúng không? Một chút xíu EQ thôi, các bạn không thể nào mò bằng cái lỗ tai được. Tại sao người ta chia ra? Đó là công phần việc của cái người tuning hệ thống. Còn phần việc mà chỉnh bass, chép, echo, reverb các kiểu hay dở là cái này là cái bàn của các ông bầu show. Cái ông đó là cái ông mixing, đúng rồi, cái ông mixing do không phải ông tuning nữa. Ông chỉnh trộn các nguồn âm như mình, chỉnh chút bass, chút chép. Còn mà chỉnh cái loa nó kêu như thế nào, full mình chỉnh sơ sơ thôi. Bởi vì full muốn full là phải chỉnh cái micro lên trên. Còn lúc nãy mình để là cái micro dưới đất, mình chỉnh cái shop thôi. À, các bạn thấy đó. Thì hôm nay mình tiếp tục mình chia sẻ và một cái phân tích thôi. Đó là cái combo nói chung là smart line, và nó riêng là có thể micro này kết hợp với sao cà kia, combo đo đó, nó cực kỳ hiệu quả cho bất kỳ người nào ở bất kỳ trình độ nào, chỉ là chưa biết dùng, dùng tầm 7 thì nó mới sai thôi. Hoặc là đem đi khè, đúng, đem đi khè cũng có, nhưng mà nếu mà đem đi dùng hữu ích, chỉ cần một vài tần số chúng ta dò ra thôi thì nó sẽ khác hoàn toàn với cái việc mà chúng ta mò kim đáy bể, lắng nghe in biết cái tần số con cặc nào mà đứng đó mà xe mà chỉnh, không đò là sao chỉnh, đúng không? Bass chép thiếu thì biết, nhưng mà thiếu trong cái tần số bass đó, nó một khoảng ngắn như này, nó thiếu cái tầng nào, nó bị dư cái tầng nào, hay tiếng ca nó bị chát cái chỗ nào, không đo chúng ta không có thể biết được, hiểu không? Nói ra là cứ phản bác. Hồi giờ tao đây chỉnh EQ âm thanh 30 năm, tao đéo biết cái RLine CA là gì, nhưng mà chưa ai chê. Nếu như anh có cái bộ công cụ đo rồi, anh sẽ nhìn hay hơn rất nhiều. Anh sẽ đi ra nước ngoài anh làm luôn, chứ không ở Việt Nam nữa. Đó, hôm nay mình chia sẻ như vậy thô, nhưng mà để cho tới tay các anh chị các bạn nào sắp bảo thủ, muốn bảo thủ hoặc đang bảo thủ, bỏ cái tính đó đi và nghiên cứu máy móc nó hỗ trợ cho mình rất là đắc lực trong mọi cái công việc, đặc biệt là cái ngành âm thanh, âm binh, ba giờ ba dững. Rồi, cảm ơn anh chị các bạn nha, chia sẻ ra thôi, chứ cũng không có ý là mình hay mình dở, mình nói là thang điểm mình chỉ có 3 điểm thôi. Nhưng mà mình rất cảm ơn cái thằng công cụ Smart, nó giúp cho mình rất hữu ích trong công việc hàng ngày. Mình đo đủ thứ, hầu như ngày nào cũng mở Smart lên. Tuần thì mở chắc hết 5 ngày rồi. Rồi, anh chị các bạn bấm cho cái like, bình luận, bú xua cho nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại những cái video tiếp theo.